Em tên Quốc Hiếu, ở Úc, Sydney. Em là sinh ra ở Úc hay là sanh ra, sanh để ở Úc. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi. 29 tuổi rồi. Thì em kinh doanh ở Úc, làm cửa sắt, gạo sắt luôn. Cửa sắt. Ai con em? Em tên là Tuyết Nương, năm nay em 23 tuổi. Nghề nghiệp của em là nghề nail. Ủa bây giờ thì Tuyết Nương đang ở đâu? Dạ hiện tại em đang ở Việt Nam ạ. Sắp đi Úc qua với chồng chưa? Dạ chắc cũng sắp. Sắp vậy em sao? Hy vọng sắp vậy. Rồi, nay là cưới được nhiêu lâu rồi? Dạ năm cũng rồi. Được năm mấy. Năm mấy. Từ lúc mà về cưới á, rồi tới bây giờ là em đi về. À, được, đi được 2 lần. Cưới nói tiếng năm mấy thôi chứ hai vợ chồng ở bên nhau ít lắm. Thì một lần anh về được 10 ngày, một lần thì 2 tuần. Còn lần này là được ở được bao lâu? Dạ cũng được 2 tuần mấy à. 2 tuần mấy, vậy là sắp phải về chưa? Về còn 2 tuần nữa. 2 tuần nữa. Tuyết Nương mỗi còn quá trẻ. Dạ. Lấy chồng là ông chồng ở xa nữa. Thì mỗi lần chia tay thì như thế nào? Dạ, tủi. Ra sân bay chắc khóc đầm đìa nước mắt đúng không? Dạ. Dạ. Thấy vợ khóc dễ thương không? Dạ. Dễ thương mà chống nhẽo nhiều. Bây giờ hỏi luôn thật xấu nè. Dạ. Bây giờ yêu vậy sao thấy xấu được ta? Coi như ở nhau đâu có được thời gian nhiều đâu. Có dạ, không chị, cưới xong rồi lòi. Cưới lòi liền. Cưới xong rồi lòi liền luôn. Về ở chung cái là thấy lòi liền đúng không? Bây giờ ưu tiên cho Tuyết Nương đó, ổng lòi cái gì? Lúc mới quen thì vợ muốn cái gì cũng được, hái sao trời cũng được. Chiều chuộng nói chuyện nhỏ nhẹ vợ lắm. Còn cưới về? Còn cưới về hả? Thì sao? Mới đầu thì nói là kêu cưới về là không được cỡ nào cỡ, cũng không kêu mày tao nha. À, giao quy định rồi. Xong rồi cưới xong qua tới đêm đầu tiên động phòng rồi quất mày tao luôn. Ảnh thì nói là ở bên nước ngoài mi du là dịch qua mày tao nên nó quất mày tao. Còn em nó ở bên nước ngoài khác, còn Việt Nam mày tao thì nặng, không thích vậy. Bị quen miệng hay là cố tình anh phá? Anh chọc hay sao? Em không biết hỏi. Sao vậy? Tại quân bển nói tiếng Việt, ít có anh em lắm. Thì có mày không à? Mày theo không à? Còn mới quen ở ngoài đường á, kêu em á, nghe tiếu. Nghe tiếu? Với em á, cho em gái à, có nghĩa là bạn này á, là gì nè, khi mà em đăng cua á, thì em à, là cái đó là giống như vẫn chơi. Nhưng mà khi mà lấy vợ về rồi á, là coi như là mày với tao, giống như vợ đậu đúng không? Mày với tao là bên yêu thương lắm, mới là mày với tao hả? Không phải. Ừ, nhưng mà mỗi lần mà kêu mày tao vậy xong hết feeling rồi sao? Hai chồng mà chuẩn bị đi ngủ mà dạ giống như là kêu mày tao cái là vợ hết feeling liền mà con khiều khiều cho feeling lại à. À, em có bao giờ bị vợ kêu mày không? Thì lâu em nói anh phá lực, em phá lực luôn. chơi luôn vậy đó hả? Là kêu mày tao. Ủa rồi con cái có kêu nhau mày tao không? Dạ không có con. Chưa có con hả? Không, mà nói thí dụ mai mốt em bởi em mới kêu sữa mà nó để từ từ. Bây giờ em nếu mà cho sữa anh em bà xã ông xã bà, với lại ông là bà không honey thì em thấy cái nào dễ kêu nhất? Thì bây giờ đang giận thì nói tôi tươi tôi với mình tôi với bà tôi với mình. Ừ, nhưng mà lúc thương thì sao? Thương thì em honey đồ. Ủa vậy là cưới nhau về rồi là có lúc thương có lúc không thương hả? Hả? Lúc nào cũng thương hết trơn á. Lúc nào cũng thương hết trơn sao kêu thằng mày? Dạ. Thì lúc giận. Lúc giận mới kêu mày tao. Nhưng mà làm vậy giống như đang yêu 100% á, cái làm tuột pin liền. Thì đó thì bị tuột mút á, Vậy là cái tính xấu của ảnh là hay kêu mày tao nè, đúng không? Rồi còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Vậy em mong muốn thay đổi gì? Muốn chồng có nóng cỡ nào cũng đừng kêu mày tao. Dạ. Còn em, vợ em nhiều tính xấu không? Dạ. Giống nhẽo lâu cũng tự nhiên cái khóc làm con em khó chịu, xong rồi tưởng bị gì nói tuổi nói tại vì ở xa ở nhau xa đâu. Mà nhớ chứ em tưởng bị chuyện gì không làm mình làm gì buồn khóc hụt hụt chứ vậy. Chị với anh hỏi đúng không, tính ba đạo lắm, cấm không cho em đi chơi, bắt em ở nhà, bạn bè em hồi đó giờ nhiều lắm cũng không cho chơi luôn. Còn ảnh thì anh đi chơi quốc tới 3-4 giờ sáng được. Là ở bên kia hả? Dạ 3-4 giờ sáng luôn, rồi có khi gọi điện thoại là tắt máy, nhắn tin không trả lời, mình tức á mà ở xa không làm gì được hết á, giống như bắt mình vậy mà nhưng ảnh... mà cái đó là lúc đi xa, còn lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có bỏ em nhà ảnh đi chơi không? Dạ cũng có. Em đi đâu hả? Thôi có rồi. Cho con đi đâu mà nên đâu. Tại sao vợ nói kìa có bỏ đi đâu? Có đi với ba đi nhậu. Em nói em mệt quá bỏ nằm khách sạn luôn à.
Vậy đó hả? Rồi sao? Rồi vợ nhõng nhẽo vậy rồi khóc một mình. Đó là hai cái mà em thấy còn còn xấu gì nữa không? Không có. Không có. Em nhõng nhẽo khóc vợ hoài. Em thay đổi làm sao? Dạ. Thì đừng có gây lộn nhiều. Bộ gây lộn nhiều lắm. Dạ, tại vì mỗi lần anh đi chơi á là cự lộn. À. Thì anh bớt đi chơi thì bớt cự lộn. Đó. Vậy là em nói tiếng Anh rành hơn tiếng Việt đúng không? Dạ, yeah, tiếng Anh. Ờ, em nói tiếng Anh rành rành hơn tiếng Việt. Đó thì chồng em sanh ra từ nhỏ ở bên đó, tiếng Việt cũng không có rành, nói không được nhiều, rồi nghe nhiều khi cũng câu được câu mất nữa. Đó thì thành ra nó có một cái như vậy nè, mình không được ở gần ảnh nhiều. Thì nếu như có cái cơ hội ở gần thì em nói chuyện, anh phải hiểu được mình muốn gì thì ảnh mới ứng xử sao cho nó phù hợp với cái ngữ cảnh, hoàn cảnh đó. Rồi nhiều khi mình thì lại là mình là con gái Việt Nam thì mình hay giận, hay hờn. Ông phải đón ý, tôi giận ông phải biết tôi giận cái gì, ví dụ vậy. Mình không có nói ra. Tính em thì hẳn lắm, cái gì là em không dưỡi lại bụp liền. Thì đó, thì đây nè, chị mới đương nói là ví dụ mình nói, nhưng mà mình nói cách nào, đúng không? Ví dụ như chồng mình nóng tính mà mình lại nóng lại, mình cũng sẵn lại, mình tức quá mình mình nói 100% anh nghe được có 60% thôi, thì tới chừng lúc mà nghe không được, giống như em mình dùng cái con chuột mà mình dồn tới cái bức chân tường ấy, nổi điên luôn, quay ngược ra bò lên người mình đi. Nó ví dụ vậy thì mình phải từ tốn, mình phải nói một cách làm sao để người chồng của mình hiểu là mình muốn cái gì. Em thấy vậy được không? Đúng luôn á. Đúng luôn. Lúc đầu cãi ưa bị vậy không à? Đúng không? Lúc cãi là ưa bị vậy đúng không? Tại đâu có hiểu nhiều đâu. Đó, cứ nói nghe cái miệng không à. Nói quá trời nói mà không hiểu được nhiều đúng không? Rồi cái bắt đầu bực bội là xưng mày tao thôi. Thôi nhịn đi, có hai tuần mình tận hưởng đi. Enjoy đi. Nha. Ok. Rồi chúc tụi em năm mới cố gắng làm sao mà để hai vợ chồng thuận hòa với nhau. Thiệt là nhiều hạnh phúc. Rồi năm sau là chắc đoàn viên được rồi. Và hòa hợp nhau, vui vẻ. Và chúc cho hai em mau chóng có một thành viên mới, có thỉnh ra đời. Dạ, bé mì á nha.